Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Sáng Tạo Điện Tử. Và hôm nay mình xin chia các bạn một cái mạch hẹn đảo chứng, hẹn giờ, điều khiển nhiệt độ kèm theo đảo chứng luôn nha. Thì nó sẽ có hai loại, một cái loại là không có vỏ mica, một loại có vỏ mica. Hiện tại trên tay mình là loại có vỏ mica này nha. Bạn nào cần không loại, không vỏ mica hay là liên hệ mình. Số điện thoại của mình đây, bạn nào cần có thể liên hệ mình nha. Mạch này là mạch điều khiển nhiệt độ, khống chế nhiệt độ cũng như là kèm đảo chứng luôn nha. Những cái mạch mà nó không có đảo chứng á thì chỉ có một cái gờ le thôi. Còn những cái mạch có đảo chứng thì thêm một cái gờ le đảo của motor. Và đây là một cái dây cảm biến nó dài 1 mét nha mọi người, không phải là dài 30 xăng như loại kia. Cái loại mà chỉ có một gờ le á là nó chỉ dài 30 xăng thôi. Nó không có đảo chứng, sẽ đảo bằng tay. Mạch này ta sẽ là phải là thêm motor đảo bằng máy ha. Rồi, thì mạch này sẽ sử dụng nguồn điện là 12V. Từ 9 tới 12V DC. Còn cái gờ le thì có thể hoạt động tới là 10A. Đây 10A ha. 10A đây. Rồi. Ở dưới đây ta sẽ có các chân này. Chân GND là chân âm của nguồn ha, là ta mắc chân âm vào đây, 12 chân âm 12V vào đây. Chân cộng 12V, chân NC, chân COM, chân NO. Đây là ba chân của cái heater. Heater là nhiệt độ ha, điều chỉnh nhiệt độ. Và đây là NC, COM và NO. Đây là ba chân gờ le của timer, là của motor. Chúng ta chỉ dùng hai chân thường mở nha. Ta dùng hai chân thường mở để chúng ta sử dụng. Thì các bạn nào hay dùng hai chân thường đóng thì tùy mọi người thôi. Đây là cái mập nó gấp sẵn như vậy ha, có cái vỏ mica luôn ha. Rất là an toàn ha. Đây nút bấm chân dài. Đây là cảm biến nhiệt độ ha. Mình sẽ cắp ngồi thử cho mọi người xem. Thì phía ngoài đây là âm, chân ngoài cùng là âm và chân kế bên đó là dương ha. Mình sẽ cắp giống vậy thôi. Quặng này ra. Domino ha. Phía ngoài cùng là âm. Chúng ta cứ ngoài cùng là âm ta đưa vào thôi. Khi đó mạch chúng ta cần nhớ những cái nguyên tắc cái mạch nó cho nó đơn giản đi. Đây ngoài cùng là âm ha, mình sẽ đưa vào. Hiện tại mình đang dùng nguồn bình ắc quy 12V. Thì dùng bình này rất là ok rồi. Ta phải dùng nguồn adapter 12V cũng được. Cái vít này nó bị cùi, mình sẽ đổi cái đầu vít khác cho nó hợp lý hơn. Mặt này thì nó ứng dụng cho bên việc chúng ta ấp trứng ha, ấp trứng gà, ấp trứng vịt. Thì mình trong clip tiếp theo mình sẽ nói rõ hơn về cái phần này, mình sẽ làm cái máy áp trứng luôn. Ok, rồi đeo nhẫn rồi đây. Rồi, khi cấp nguồn vào thì nó sẽ tự động bật sáng cho chúng ta và nó không có cái công tắc mà tắt ha. Vì vậy khi chúng ta muốn làm tắt mở thì ta có thể dùng cái công tắc riêng ở ngoài, đó thì cái công tắc riêng ở ngoài. Thì đây là đầu cảm biến nhiệt độ, chúng ta muốn đo nhiệt độ chỗ nào chúng ta lùng dùng cái đầu này để ở chỗ đó ha. Đây là hai con led, một con led gờ le nhiệt và con led gờ le động cơ. Đây là con led nguồn. Thì đây là những cái bản đồ mình vẽ ra. Đây là hiển thị, nút này là nút set nghe là điều chỉnh, nút này là nút cộng, nút trừ. Đây là cái gờ le của timer như là gờ le của động cơ đó. Và đây là gờ le của nhiệt độ là heater. Thì nó có những cái menu như sau: B01 là độ chênh lệch nhiệt độ là từ 0.1 đến 15 độ C. Ví dụ chúng ta muốn cái ấp trứng chúng ta nó hoạt động trong khoảng từ 37 độ đến 38 độ phải không, thì độ chênh lệch đó là 1 độ, chúng ta chỉnh 1 độ ở đây là được. Ở đây nhiệt độ lớn nhất và nhiệt độ lớn nhất các bạn cũng không cần đụng tới cái này đâu. Thì mặc định nó là từ 150 độ đến 110 độ. Chúng ta không dùng tới hai chức năng này. B04 là điều chỉnh sai số nhiệt độ. Thì nếu các bạn có một cái đồng hồ đo nhiệt độ chính xác hơn, các bạn có thể chỉnh sai số cho cái đồng hồ này. Thì bạn cũng nghĩ là không cần đụng tới cái này đâu. Cái B5 là độ trễ khởi động của motor. Ví dụ như cái nhiệt độ đang đạt ngưỡng tới cái khởi động motor rồi, nhưng mà chúng ta chưa cần khởi động ngay thì nó sẽ có độ trễ. B06 là cảnh báo nhiệt độ cao, khi nhiệt độ đạt tới cái mức này nè, mức ngưỡng nè, nó sẽ tắt mạch, nó không cho mạch hoạt động nữa. B07 là thời gian
lặp lại của bộ hẹn giờ là chúng ta thể là từ 1 đến 480 phút. Thì 480 phút này chia ra thì được khoảng 8 tiếng đúng không? 8 tiếng. 8 tiếng thì thường thường trung bình là 4 tiếng là đảo chứng một lần. Thì chúng ta sẽ dùng tới là 240 phút mà thôi. Thì vậy trong khoảng này chúng ta vẫn có thể dùng được để đảo chứng mọi, nó tự động đảo chứng luôn ha, chúng ta không cần phải chỉnh gì hết. Chúng ta phải còn không cần đảo chứng bằng tay, tự động đảo chứng luôn. Bởi vì nó có trong khoảng cho phép của cái mạch này mà. Mạch này là tới 480 mà cái thời gian 4 tiếng chỉ có là 240 mà thôi. B08 là thiết lập thời gian hoạt động của bộ hẹn giờ. Là thời gian hoạt động của mạch này, cái motor đảo bao nhiêu lâu, bao nhiêu giây. Chúng ta hãy làm được là từ 1 tới 999 giây. Ta điều khiển ta chỉnh được hết chưa ha. Rồi một vài cái nó vậy rồi mình sẽ thực hành cho mình xem. Đầu tiên, nếu cái mạch này không có cái cảm biến thì sao? Chúng ta đây thì nó sẽ đưa về e đó, như vậy là cảm báo là cảm biến bị hư hoặc là không có cảm biến. Chúng ta phải gắp cảm biến vào thì nó mới cho dùng được ha. Rồi ngắn vào thì mới nhảy nhiệt độ. Mình sẽ bóp thử cái nhiệt độ cho nó nóng lên ha. Đấy, nóng lên ha, nhiệt độ đang tăng lên đó, đang tăng lên. Bởi vì hiện tại thì ở miền Nam giờ này là ở Cần Thơ thì nhiệt độ khoảng rất sáng là khoảng 21-22 độ. Chắc giờ thời gian đắt 3 giờ chiều nên nhiệt độ nó tăng cao khoảng 30 độ. Thực chất là khoảng 22 mấy gần 30 độ thôi. Rồi, đây là một con led, đây mình sẽ bắn thử để gì chúng ta thử cái glare. Cho nó về không cái ta. Cho nó về cái mặt định ha. Đây, chúng ta nhấn đè vào thì nó sẽ về mặc định là 3, hiện tại là 31 độ phải không? Đó là cái chức năng thử cái gờ le. Bấm đè vào lại thì nó sẽ trở lại nè. Thử gờ le có hoạt động hay không? Thử cái này. À mà này chỉ thử được cái gờ le thêm thôi, không thử được cái gờ le nhiệt độ ha. LED đỏ là có gờ le nhiệt độ và LED vàng là có gờ le thêm. Thì các bạn đầu tiên các bạn bấm nút set này. Nó sẽ hiện là 37,5 độ. Có nghĩa là khi nhiệt độ tăng đến cái mức này thì nó sẽ tắt cái đèn đi. Tắt cái đèn làm nóng của cái bộ ấp trứng đi. Nhiệt độ lúc đó sẽ giảm xuống. Đây, ta 37,5 độ nè. Nhiệt độ ấp trứng cũng cỡ này là được nè. Ấp trứng là cỡ 37,2-37,3 cũng là được à. Rồi, đó là ta nhấn nút set một lần nha. Nhấn nút set một lần thì nó sẽ chỉnh nhiệt độ tắt cái đèn. Rồi, ta nhấn nút set, đè nút set luôn, nhấn và giữ nút set thì nó sẽ cho ra B00. À bên đây mình ghi B00 là gì? Ta chọn vô. B00 là chỉnh C hoặc là H. Và CH là gì? H là heater, là đang chỉnh độ nóng. C là cool và nó là lạnh. Chúng ta đang dùng để ấp trứng thì chúng ta sẽ chọn H là nóng ha. Rồi, ok, khi hoàn thành xong nó bấm nút set một lần nữa. Rồi, nó ra B00. Ta muốn chỉnh sang B01, chúng ta bấm nút cộng. Đây B01. Chúng ta điều chỉnh B01, bấm vô nút set. Hiện tại là độ chênh lệch nhiệt độ đúng không? B01 độ chênh lệch nhiệt độ là hiện tại là 0,5 giây. Đó, độ 0,5 độ. Rồi khi xong ta bấm nút set một lần cho nó về. Rồi nó dần ra luôn rồi. Nếu các bạn không cài đặt trong vòng khoảng vài giây thì nó sẽ trở về màn hình chủ ha. Đây, B02 là nhiệt độ lớn nhất. Đây lớn nhất là 110 độ ha. Đây, B03 là nhiệt độ nhỏ nhất. -50 độ ha. Rồi. B04 là điều chỉnh sai số nhiệt độ, chúng ta chỉnh sai số là bao nhiêu thì chỉnh lại ha, không cần dùng tới chức năng này đâu. Trừ khi các bạn có di động đồng hồ cho nhiệt độ chuẩn xác hơn. B05 là điều chỉnh độ trễ của cái gờ le motor. Thì hiện tại mình cũng không có đèn, không có lắp đây nên mình không chỉnh được. Ở trong video sau mình sẽ chỉnh chi tiết luôn. Video này mình chú ý mình chỉ giới thiệu một cái sơ về cái mạch này thôi. Video sau mình sẽ làm luôn chi tiết luôn ha, chi tiết như thế nào luôn. Rồi chúng ta tiếp tục.
Đè vào là giữ ha, thì sẽ chỉnh được cái B08 ha. Đây B00, B00, B01, B02, 03, 04, 05, 6, 7, 8 rồi. Trong video sau mình sẽ chỉnh cụ thể những cái này như thế nào luôn cho mọi người xem, nó là cái mạch lọ là một cái ấp trứng luôn. Rồi thì mà giữ cho nó về ban đầu. Rồi như vậy là mình đã sơ qua về cái mạch này. Bạn nào cần thì liên hệ số điện thoại của mình trên đây, có gì sẵn ở đây. Đây là mạch khống chế nhiệt độ, điều chỉnh nhiệt độ để chúng ta làm cái là máy áp trứng. Mình sẽ thử, mình thổi vào cái này ra đó, có nóng không. Đây mình sẽ bóp vô nè, đó nhiệt độ tăng lên ha. Là nhiệt độ qua bàn tay mình là bao nhiêu đây. Theo như khoa học nói thì nhiệt độ con người là khoảng 37 độ ha. Thì do đây là tay nên nó sẽ lạnh hơn so với ở bên trong cơ thể, vì vậy khoảng 3 hiện tại lên khoảng 34 độ nè. Tay dĩ nhiên phải nào cũng lạnh hơn vì nó ở xa tim mạch hơn, nó xa tim hơn. Những vị trí nào nó gần tim nó sẽ nóng nhiều hơn. Vì vậy nên chúng ta khi thường chúng ta đo tâm bị bệnh, ta đo thường để ở trong lỗ tai, trong miệng hoặc là trong kẹp trong nách để đo cái nhiệt độ của chúng ta. Những nơi đó nó sẽ là nhiệt độ chính xác là 37 độ. Hiện tại là trên tay mình bóp rồi thôi nên nó cũng phải 35 độ thôi ha. Rồi buông ra thì nó sẽ giảm lại thôi. Rồi video mình tới đây là kết thúc. Bạn nào thấy hay thì like, subscribe kênh với mình. Bạn nào cần bộ này hãy liên hệ số điện thoại của mình trên đây, Zalo hoặc là gọi điện thoại đều được. Xin chào mọi người.